Ba, bốn khía, ba khía hả? Một khía, hai khía, ba khía, bốn khía, năm khía. Năm má đủ dạ, có ba khía, năm khía. Sao mà trời mua năm khía? Năm má đủ dạ, lẽ ra ta ghé chợ kia bán con khía, con khía, năm khía hả? Muôn. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào bạn nha. À, bữa nay anh em muốn sao? Biết làm món gì không? Muốn gì? Xung ba khía đủ. Ba khía của tao nè. Nó con cua. Xung ba khía. Đây. Mấy anh em mình mới đi chợ mua mớ ba khía đem về nha các bạn. Đây, ba khía sống. Anh em mình sẽ tại ba khía làm chắc là... Ủa sao xà bông không vậy? Thổi bông bóng nhóc chân kìa. Nó uống xà bông nó thổi cho bông bóng. Nó có chén hay gì á? Ừ. Ba khía này nói chung mình làm rất là nhiều món các bạn. Luộc xả cũng được, mà làm tất cả món gì cũng được. Như anh em mình thích nhất là gan uống ớt. Nên anh em mình sẽ hôm nay sẽ làm món ba khía gan uống ớt để cho tất cả các bạn cùng ăn với anh em mình nha. Rồi nó kẹp trời gặp không nhã không anh? Bắt con cho bạn thôi coi. Kẹp đó. Kẹp dữ lắm đó, kẹp không nhả nó càng nó ghê lắm á. Cái này khó bắt hơn cua ta. Ba khía càng đảo bạn, nó xanh xanh tím tím. Nó có tên là ba khía không bạn? Đây nè, tao chỉ cho coi nè. Ở trên cái bù lưng nó có ba khía nè. Nè. 1 2 3 nè. 4 khía mà. 3 khía. 4 khía đây khía. 1 2 3 4 khía, 5 khía luôn nè. Đập ra được ba khía nè, 1 khía nè. Cái khía nào không tính nè, 1 nè. Ở giữa nè, 2 nè, 3 nè. Đây khía nữa, 4 khía, đây khía nữa, 5 khía. Còn 4 khía. 5 khía. 2 khía đâu phải, 2 khía đâu phải. Các bạn coi cỏ cạn này 5 khía cỏ cạn. 4 khía, 3 khía hả? 1 khía, 2 khía, 3 khía, 4 khía, 5 khía. Năm má đủ dạ, có 3 khía, 5 khía. Sao mà trời mua 5 khía? Năm má đủ dạ, lẽ ra ta ghé chợ kia bán con khía, con khía, 5 khía hả? Mua khía đang trường. Mua khía kẹp mà. Mua khía làm trường, đang trường chứ. Đang nằm. Đang trường. Không lẽ giờ đó chị chạy chứ bán em khía 5 khía. Không biết được đâu bán chị khía. Chứ làm gì mà con nào có 5 khía. Thôi giờ anh em mình sẽ mặn sạch cái số 3 khía này nha bạn. Rồi anh em mình sẽ gan muối ớt lên. Rồi anh em mình sẽ mời tất cả các bạn cùng ăn chung anh em nha. Từ đó giờ anh em mình chỉ ăn cua gan muối. Chứ anh em mình chưa ăn 3 khía gan muối. Nên hôm nay anh em mình sẽ thử làm cái món 3 khía gan muối thử coi nó ngon tới cỡ nào bạn. Tại thường cua là ngon lắm rồi đó mà không biết này sao. Cái này còn ngon hơn cua nữa. Tại nó bắp sung mà. Sung 3 khía này phải ngon hơn chứ. Thôi giờ anh em sẽ đi mặn sạch này nha bạn. Bạn đợi anh em mình chút nha. Mình đã ra tới ngoài cái ruộng sen sao hè mà nha bạn. Mình nói chuyện mà con mắt mở con mắt nhắm khói xịt đã. Làm món bột đi. Không cay miếng nữa. Đây giờ anh em đã bắt cái chảo nóng vô nha. Bộ bay hết đi, bộ bay giờ mắt chứ đâu khóc đâu. Giờ anh em mình sẽ cho nước vô trước nha bạn. Đây. Nấu nước đợi hồi anh em uống. Có chảo nóng dễ mà không? Trời ơi trời ơi trời. Nó táp với xìu vậy. Rồi chờ nước sôi dữ dữ là anh em mình cho muối ớt luôn nha. Cho muối này không? Anh em thấy các bạn thấy anh em mình lựa phong cảnh đẹp không bạn? Ngồi có chỗ ngồi, quỳ gối không à? Gan ba khía. Quỳ gối. Gơi chứ. Thầm muốn dạ. Cao sen đỏ không bạn? Hồi nó cháy lan nguyên cái vụ cỏ này nè. Rồi cháy lan nguyên cao sen. Thì má cũng đầu hầm luôn lo á đụ dữ rồi. Không cháy được đâu. Nói chung nãy anh em mình trước khi bắt cái bếp này anh em mình đã tưới nước vòng vòng khu vực này trơn bạn. Bởi đâu có lan ở đâu, đâu còn lan ở đâu. Nó muối vô kìa. Giờ anh em sẽ đưa muối vô nha bạn. Nước sôi rồi. Đây muối ớt nha. Muối này nó muối tên luôn. Đâu tên đến đâu? Ai chà. Trời ơi trời nó nóng xìu quá. Hết luôn không sao? Trời ơi. Hết luôn hả? Nửa mà thôi. Nửa mà thôi. Còn nó đâu còn phía đi. Rồi, bộ ngoại nãy có trong đây hết rồi nè. Chút xíu rồi nó đóng rồi. Oh yeah. Trời ơi trời. Cháy dữ lắm trời. Cháy dữ lắm cháy. Vô không sạm à? Vô xíu không sạm à? Vô đi, đổ vô. Chế. Vô nha bạn. Vô. Ồ, nhiều lắm trời. Mà ký hả? Ký nữa mà, tắt ra nhiều lắm. Anh em mà tắt, tách ra rửa sạch nha bạn. Cắt mấy cái que nhọn nhọn nó bỏ bớt rồi nè. Ồ, sạch ghé hả? Trời lắm đó bà. Trời ơi, thơm rồi đó. Thơm á đầu chứ hả? Lửa lạp ít xịt hả? Có một hai giọt mưa dính đầu rồi đó. Ồ, quá xa. Nó đóng không trời. Nó không đóng thì ta đóng mày. Đóng mới đóng mắt luôn á. Nó không đóng thì đóng mày, ta đóng cái gì lo. Đúng đúng. Cứ từ từ nó sẽ đóng. Bữa nay tôi tin tưởng ông làm nha. Tao còn chưa tin tao nữa, mày tin tưởng tao đủ gì à? Mình làm mình còn chưa tin tưởng mình nữa, nó đi tin tưởng mình. Hết biết cuộc đời thiệt chứ. Tao làm tao chưa tin tưởng tao nữa.
Ờ. Rồi ít chuyên nghiệp không? Đóng không anh? Không biết nữa. Không đóng thì đóng, mày cái cho đóng thì rồi. Ôi, củi sôi bỏ cái nóng hết xịt ra. Trời ơi. Nó sạch tới xịu hả? Nó lại muốn rồi đó. Thì mình cũng sắp lên đường luôn đó. À. Chín không sao? Chín rồi. Rồi bán này. Mày cũng chín nữa, nó chi con ba khía đầu với à, con ba khía nó mày mèo. Này tao ăn sống không à. Nãy mày đổ vô một đống nước nữa chị. Rồi thôi. Chín rồi. Thôi giờ anh em mình đã chín rồi nha bạn. Giờ anh em nhắc xuống các bạn nó chỉ đóng muối được nhiêu thôi. Anh em mình làm lần này nó cũng chỉ đóng muối nhiêu mà. Ít muối quá. Đây, bây giờ anh em mình sẽ nặng cái hạnh vô trong cái muối ớt này đã. Anh em mình chấm với ba khía gan muối của anh em nha bạn. Ai lăn phùng phi trên trời ta? Không lăn với ai. Mưa hả? Ừ, đại ca lăn. Trời chỉ mưa nè. Ai? Mới có 40 mấy mà nó tối hù tối lui nha bạn. Ghép mạc kìa. Hết biết thì trời, mà cái quê hương của anh em mình này, hiện tại là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai là phía đông bắc bộ gió mây nhiều, bão cấp 8, cấp 9, 15, 17 gì đó. Cấp đại học, cấp giật đại học, giật qua bên thành phố Hồ Chí Minh, giật tùm lum cho nói chung là gió giật mạnh lắm. Nói chung là đài báo là có bão nha các bạn. Thì anh em mình đã làm ba khía gan muối xong rồi nha các bạn. Bây giờ anh em mình xin mời tất cả các bạn cùng ăn ba khía gan muối với anh em nha, chấm dưới muối ớt chắc lắm các bạn ơi. Nó ngon lành cỡ nào nha các bạn. Ăn không có thử coi. Không hả? Không, ừ, ăn thử đi, thử coi nó sao. Ủa, cái con này là thịt hơn cua nè. Thịt ba khía không? Thịt hơn cua đù chứ hả? Ừ. Hồi nãy mày nói con gì? 5 khía mà. 5 khía. Đập cho ba khía, 5 khía đâm á đù chứ hả? 5 khía. Các bạn lên các bạn nhớ comment nha. Có biết cái con này ba khía hay 5 khía, các bạn nhớ comment cho mình biết các bạn. Theo mình, theo cái ý kiến, theo phong thủy học của mình biết được á là con ba khía đó, ở trên cái mù nó có ba khía đó. Mà cu đen nói là 1, 2, 5 khía. Tôi đếm rõ ràng 5 khía. 3 khía à. 5 khía. Tào lao nữa, tù lô nữa. Các bạn nhớ comment cho biết 3 khía hay 5 khía nha. Anh xin mời tất cả các bạn cùng ăn 3 khía gan muối nha. Chậm vô này coi. Mình thử nha bạn. Đây, mời tất cả các bạn nha. Ờ, bạn ăn 5 khía mình nha bạn. Ăn, mời các bạn ăn 3 khía mình nha bạn. Thằng này nó hồi nó 3 khía, hồi 5 khía chắc mình có. Nó hẹn qua mình nói là 3 khía, hồi 5 khía. 5 khía. Ta ăn 3 khía nè. Trời ơi, các bạn. Cũng lắm á. Vô bà. Ừ, đã vậy. Ừ. Còn ba khía nó hơi gan hơi mặn mặn chút các bạn. Mình chấm vô cái muối ớt này là chanh nó chua chua hả? Trời im chứ. Ừ. Nó con ba khía này không như con cua bạn, con cua ăn cái thịt nó xương mà. Cứng. Ừ, mà này ăn niềm xèo thịt không chạy. Quá im. Nhai nuốt luôn như nước nuốt sát không nhảy nào luôn á. Ừ. Trời giòn dữ vậy. Ngon cái vậy? Dữ rồi hả? Ừ. Im chứ. Ừ. Ngon à, con Lý à. Ngon lắm á. Im lắm bạn ơi. Nó giòn nha bạn, nó giòn mà nó thơm. Im lắm mà nó mềm. Thịt ở trong mềm nhiều lắm. Mềm sậm mà thịt nhóc vô thịt ngọt ngay luôn, trời quá đã luôn. Đây mời tất cả bạn nha. Tính ra thịt nó cũng không thua gì con ghẹ đó ha. Ừ. Mà ngắn con này mềm hơn ghẹ. Đúng rồi. Thấy không? Mà nhai để mình nhái chi vậy? Nhúi luôn á. Ngon mà. Ăn thịt nhiều hơn không mới ngon. Trời mà nghe tao nhai tao nuốt luôn chứ tao không cần nhả xác gì cho. Nhai xương nước xác xuống xác luôn, ăn xương luôn hả? À thịt nè, trong cái chân đó nè. À nãy này thịt hả? Lá. À mày mới đưa đây đó thịt mà. Hù chứ hả? À, phải không? Nguyên cục thịt luôn á. Sao đang thua ta? Chẳng lẽ thịt nó trắng tự. Ở ngoài nó có cái lớp da giống như là cái đó. Ồ. Là cái vỏ non phải không? Nó đen đen. Trời ơi, nguyên cục thịt bá vậy. Mời bạn nha. Ồ, nguyên cái thịt luôn, đồ ngon dữ trời. Nhìn mặt mày ngầu hơn ba khía trời. Nhìn mặt cô đang sung hơn ba khía trời. Đúng muốn gì? Đây vô bạn ơi, mời tất cả các bạn ăn nguyên cái càng luôn nha bạn. Đây, đã bá luôn. Mình lùm luôn nha bạn. Mình nhai cái cớp mẻ và cái răng cái mà nãy cũng mềm mà đâu có mẻ răng đâu sợ. Rất đúng con cá. Bạn thấy vậy? Ngon giòn. Càng giòn khấu trời. Quá là im. Mưa luôn bạn ơi. Mưa luôn găm. Lâm dâm cây trăm có trái. Con gái có chồng đàn ông có vợ là bà có con. Cái sửng xào non, con bé lòng mẹ lông ngon. Nói gì vậy? Sao nói sao không biết nói gì đâu. Bà nói khùng đi mà trời. Nghe anh chơi giá đầu quý vậy. Ơi à, quất rồi đó. Tôi ăn gì sao quất? Trời đất đánh bà ăn. Tôi nhai hoài không thấy hả? Mày giữa bữa rồi. Đây mà để trên đầu ổng thử mày là quá là cha. Ta là củ sen ông nội ơi. Củ sen lá sen gì ông nội?
thì cũng từ 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 xe đó, tưởng mình là trao hết rồi thiệt đó. Ngon quá. Ơi thịt nè. Thịt cầu bạn nói chung là con Ba Khía anh em mình là ngon hơn cua nhiều bạn, thịt không à, im lắm ngọt ngay à. Thịt nó mềm mà ngọt ngon lắm. Ôi trời nha. Đổi đi. Đổi đi. Giữa. Đó đủ rồi à. Đổi đi. Đã mình ngồi giữa đồng trống mà còn đổi lá sen đầu nữa. Nè ngửi đồng trống. Không tưởng đâu mày nó trao quết mà cái gì nữa không anh. Đó. Mới có 4 giờ mấy vậy. Mà chừng rớt đầu. Mà thùng bị rớt đầu cái chắc xong luôn không anh. Không đang lau thùng phi đâu nghe. Hì 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 lăn cái bộp bộp. Thùng phi này chắc có mấy tấn à. Trời. Wow, chứng mưa dữ à. Ông lăn mà ông lăn mà ngay chỗ cái bà nữ qua bá giá trời hồi đó mà cái giá chưa lạnh nó rớt cái này nó bụm một cái thì má cũng đòn. Cái lỗ nào chưa lạnh. Cái bà nữ qua bá giá hồi lần đó. Mày không có học hả? Mày không học bà nữ qua giá trời hả? Không. Á đù dữ à. Bá giá hồi lần bá giá chưa lạnh hung đó ông nội. Dạ. Ừ, lăn tới đó nó rớt cái bệnh luôn. Để trọng luôn. Mà nghĩ không có lỗ là làm sao mà có nghe bà nữ qua bá giá bằng xi măng à. Bảo biết giá bằng gì không biết, giá bằng gì không biết, cần biết mà không, mình nghĩ sao không có lỗ thì làm sao thằng Tôn cũng không nó đạp được cái gì nấu tiên đơn của ông kia, ông Thái Trần Nhân, Thái Thượng Giáo Quân. Cái gì đó cái đồ bắt quái làm sao nó lỗ đạp lỗ cái này được, bởi có sa mạc đó, bởi vậy có sa mạc gì? Có núi lửa à, núi lửa. Núi lửa quên nó sa mạc ở đâu vậy. Bây giờ có lỗ đâu anh, bà nữ qua bà giá chưa có kỹ đó. Giá sao bằng giá áo? Rớt búa lâu lâu. Giá đó ngon thiệt à. Cái búa của thằng Thoa đó. Cái búa gì ngon mà nó cái cổ lít vậy. Na. Na đó là đầu. Na đâu vậy. Người ta cường bảo là Dương một ai nói na á gì? Mày má. Rớt xuống trúng đầu nghe cá. Đúng rồi, đầu mày ngá. Có. Ta đá rất là trộn thôi. Cái gì? Na rất là trời. Cường bảo là Dương. Na rất là trời. Trời ơi. Nó không nhắc trời nữa. Mà đừng ngá nữa. Không ngá mẹ đó. Thịt ra bán. Thấy không? Trắng phao luôn trời. Nói chung là nguyên cái này là nguyên muối thịt nó thôi nè mà. Nguyên muối thịt luôn á, trắng bóc luôn á. Mà mềm nha bạn. Dính muối á. Mềm lắm luôn. Chấm vô nữa cái muối ớt chanh chua chua á. Các bạn ăn bắt cơm lắm nha. Bắt cơm luôn á. Ừ. Đây, mình mời tất cả bạn nha. Mưa luôn nha bạn. Các bạn thông cảm cho anh em nha. Mưa luôn nè. Mưa nhớ bập đầu nè. Mà quá mưa nhiễu không sao nha bạn. Mà ông lăn hùng phi rớt xuống trúng rồi có sao á. Rồi mưa nhiễu trúng không sao đâu. Mai ba tầng có ba tấm hình luôn á. Gì ghê hả? Ông chụp 3D luôn. 5D luôn á. Ông chụp cái xẹt cái ơi có lại mày. À sắc nét đi đàn luôn. Trời ơi. Từng nét từng góc cạnh luôn. Tới có cặp dấu luôn. Cặp dấu. Nói chung cái bình bông nữa. Mình đang ăn cua mà giữa đồng mà trời ông đang lăn hùng phi ầm nói sầm sàm hồi chắc có thiệt quá. Nguy hiểm quá, mình cái gì nào khó quá nên bỏ hoài ha, đừng nhắc nữa đừng. Tại vì cái chuyện đó nó không được thơm mấy. Nghe thiệt rồi quá. Thôi giờ anh em mình sẽ quay lại vấn đề chính là ăn cua nha. Ăn Ba Khía nha. Năm khía mày mà 12 khía. Thịt cũng ngọt. Ủa cái này là gì nói trời. Ủa thịt cái gì trời. Tức cái đó gì không, tao hết cho mày hiểu. Tại mày chậm tiêu quá mày không hiểu. Tao hiểu nè. Là cái que nó rụng. Chúng nó còn sống á, cái que rụng đi xong cái nó mọc cái que mới ra là cục đó. Dạ. Yeah. Ừ. Nó có cục thịt nhỏ nhỏ từ từ nó thành cành. Thành nó que. Ừ. Ủa, vậy là nó mọc được ra được đó hả? Thì nó cũng càng mọc lại nữa mà. Vậy hả? Số lượng dài lâu ngày. Nó thành càng lại. Vậy là mấy con cua nó cũng mọc lại được phải không? Ừ. Mưa lớn rồi bà ơi. Ná luôn rồi. Quá êm. Ngon quá. Cua nãy anh em mình ra thì nó hơi mặn chút nhưng mà chấm vô cái muối ớt chanh nó chua ra cua thì... hoài ờ Ba Khía đủ vậy à. Năm khía ừ coi ngủ khía trời ơi con chuồn chuồn tính lại ăn trực gì mày kìa tấm gì á muốn mình ăn nó luôn cái gì á vậy nhá tấm khó thế vậy đang múa kìa đủ nhảy gì đáng kìa tao đang phái mày mà như mà đuổi đi chi trời đủ vậy à giận rồi mưa luôn rồi ngon quá bạn. Chiều anh em mình ra lâu lắm rồi. Từ cái mấy cái tập đầu anh em mình làm YouTube tới bây giờ là quay cũng ngoài cái ảo sen này nè. Tới giờ lâu lắm anh em mới bắt đáo lại quay được cái ảo sen này lại. Lâu lắm rồi đó. Gần trăm năm rồi đó. Ủa lúc trước này làm gì có sen? Gì cũng có. Hồi đó là cái clip mà nhớ kể lại
clip mà bạch tuộc nướng sa tế tao và Sam làm á, với vi phim làm nè, có sao không đẩy xuống đâu gốc này nè, bởi vậy mày ăn giết mình á, mày không nhớ gì hết ra nè. Thôi thịt ngon ghê vậy, mưa luôn bà, mưa lớn rồi, các bạn nghe bẹp bẹp không đó. Con gà này nguy hiểm dữ mày, đội này nè, tao cái đó cắt ông nội đâu. Mình mua trên phố Huế rồi. Mua trên phố Sen. Ừ, mua trên quận Sen. Tháp 10 đẹp nhất đồng, đồng sen. Tháp 10 đẹp nhất bông sen. Sau lưng nhà thánh có ao sen hồng nè. Thánh đâu? Thánh nè. Nhà thánh đâu? Thì sau lưng nhà thánh có ao sen hồng. Đồ. Đồ mẹ nào ơi, gì đâu. Cứ điển nè quan. Ngon ghê ta. Ừ, nói chung là anh em mình làm thơ làm tà la bắt giác, các bạn mong các bạn đừng trách anh em mình nha, anh em mình chỉ biết ăn ba khía à, năm khía ngon chưa, bữa nay không trời mưa là ăn bá cháy một chát nữa, trời đang ngon luôn á, cái thịt nó mềm xèo mà ngọt ngay luôn, ngon ghê luôn, ở ngoài thì nó mặn nhưng ở trong thì nó không mặn, nó không thua gì con ghẹ đâu, nó không thua gì ba khía, năm khía, năm khía nó không thua gì ba khía, năm khía. Ừ. Ta có ba khía, một hai nó năm khía nằm á đù vậy hả? Nó thấy thèm hả? À. Tao đọc thử miếng thịt không ăn như mày thử coi ngon cái nào nhỉ? Tao tan ra nhà nuốt xác tao không nhảm xác nào hết trơn. Thịt không ngon lắm. Thiệt hả? Ngay dưới nãy mình lột lại vậy hả? Ừ. Đây các bạn mình lột thử miếng thịt nha bạn nè. Đó, trời thịt dẻ hả? Thịt không mới ngon. Đem chấm miếng muối luộc cho nên nó không có teo. Ừ, gan trực tiếp mà. Đây, anh em mình xin mời tất cả các bạn ăn miếng thịt ba khía này bạn. Nguyên thịt bánh kia luôn trời. Nhiều lắm luôn á. Rồi ha. Ừ. Mình xuất cái ra sức mỏi thôi. Thịt này mới ngon nè. Ủa. Ăn thịt không ngon lắm á. Ừ, mấy trời cái thịt lột cho ăn, ăn không ăn ăn chung cái vỏ ngon lắm trời. Một ngày mình xèo luôn. Đâu còn lột. Đâu còn lột. Có lý trời, núp núp hả? Vậy nè, cắn. Hả? Có cắn cái môi sao? Hết luôn hả? Nè. Ừ, ngon ghê trời, hàng chi nãy giờ cái răng mình ăn toàn ăn vỏ không đẹp gái vậy ạ. Hết biết cái tù cháu quyết thiệt chưa? Nãy toàn ăn ăn vỏ luôn. Ông ngậm 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 á. Đừng có tắt. Nãy giờ thấy con đen nó ngồi làm gì lụm. Hết đầu vậy à. Diếm hả? Ăn từ từ luôn. Hèn chi nó lột nãy giờ vậy nè trời. Cục nào nói bành không nói không biết mình ăn luôn vỏ không. Hèn chi. Rồi bỏ tay chấm cơm rồi. Ông anh ơi. Đây mình vô bye bye. Mời tất cả bạn nha. Ngon quá. Mềm xèo một ngay luôn trời. Trời quá đã. Hôm nay hồi nữa anh em mình sẽ gom vô nha bạn. Gom vô trời. Anh em mình sẽ ăn rồi cắn từ từ ăn vậy mới đã nè. Ơi rút ra trời anh. Nè. Cắn rồi nè. Đã tôi hút vậy nè, ra luôn rồi. Nè. Rồi hút ra. Nè. Ngậm nha. Ngon ngậm chỗ mặn. Ngon quá. Ngon ghê quá. Nó đã. Rồi gỡ ra cho chút lóc chưa ngon. Cố luôn. Nói chung là mưa cũng hơi lớn hồn các bạn. Tay chân em ướt trơn nè. Đầu cổ ướt luôn nè. Con này là cái đỏ lá sen này hổng ná. Này sáng nay. Đỏ lá đụng vô trời mưa. Dám đỏ lá sen đầu nguy hiểm thế. Nghĩa sao đồng, cái đồng trống không có gì hút xét chứ đúng không? Có lá hút đó. Nào thấy cái hũ lôi không? Mày chưa thấy hũ lôi cho đầu mày hả? Tôi hả? Hiểu hũ lôi đó. Hút xét. Hưng. Mặt đám đen. Ghê hả? Còn hơn là mấy con gấu ở trên Rồi trả ra nè. Xét chúng cái ăn bên đây mà tét cho làm hai ha. Bên đây đen, bên đây đỏ. Ghê lắm. Thôi nói chung là ghê lắm bạn. Thôi anh em mình sẽ thu dọn chiến trường vô sới các bạn. Để mưa lớn tới anh em mình không có thể nào bảo toàn tính mạng được cho cô đen. Nên anh em mình sẽ kết thúc clip tại đây nha các bạn. Ok ạ. Giữa đồng trống nữa cứ đội cái thủ lôi trên đầu hứa nào chưa nổi. Tính xe hút xét nội. Ngon quá. Thôi anh em mình xin ngừng clip ba khía gan muối tại đây. Nếu các bạn có thấy thích cái clip này thì các bạn nhớ chung tay ủng hộ cho anh em mình xin một like. Và các bạn cho anh em mình xin thêm một lượt đăng ký và chia sẻ clip giùm anh em mình. Còn mới nhán cái. Trời ơi. Mày đứng kia ống. Lẹ đi. Mày nhắc ống quất mày đó. Thôi bây giờ anh em mình xin chào tạm biệt các bạn. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bye bye. Xin chào tạm biệt các bạn.